Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Thì là bà con đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lạc đậu phộng. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con hai cái mẫu máy tuốt lạc, tuốt đậu phộng, chạy điện và chạy xăng, cũng như cập nhật cái phần giá bán của máy này trong cái tháng 3 này, để những bà con cô bác nào đang có nhu cầu mua một cái máy về để chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta mua. Thì như bà con đã biết thì việc trồng lạc sau khi có củ các thứ thì bà con thu hoạch thì chúng ta phải nhổ lên này, rồi là sổ sạch đất và phải nhặt từng cái củ lạc rất là lâu. Cho nên việc sử dụng cái máy này thì được tiết kiệm được thời gian công sức rất là nhiều. Đấy, từ một cái máy này có thể là bằng 5 đến 7 nhân công làm rất là nhanh. Thì đây, trước mặt quý bà con đây là một cái mẫu máy tuốt lạc chạy điện và một mẫu tuốt lạc chạy xăng. Đây, bên trái đây là máy chạy xăng. Về phần khung máy, về cách nguyên lý hoạt động thì hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác nhau là cái phần truyền động, cái phần motor, phần động cơ lắp sẵn cho máy thôi. Thôi, đấy. Còn về phần giá bán thì hiện nay một cái khung tuốt lạc thì bà con có động cơ hoặc motor ở nhà thì chúng ta sẽ mua khung không, thì sẽ có giá là 4.300.000. Đấy, máy lắp động cơ điện thì là 6 triệu, còn máy lắp động cơ xăng là 5.700.000. Đấy là thông tin cái phần giá cả cho bà con, để bà con nào có nhu cầu chúng ta có thể tham khảo để chúng ta mua. Còn đây là cái máy tuốt lạc chạy xăng này. Đấy, về máy tuốt lạc chạy xăng thì động cơ của nó tất nhiên là động cơ xăng. Đấy, động cơ xăng 4 thì Seiki G200. Động cơ này thì nó sẽ có công suất là 6,5 ngựa. Sử dụng động cơ 4 thì và xăng riêng nhất riêng, động cơ OHV. Động cơ cũng khá là tiết kiệm, 1 giờ thì nó chỉ hết khoảng được hơn nửa lít xăng thôi. Đây là bình xăng của nó, dung tích bình xăng của nó là có 2,5 lít. Đấy, khởi động bằng giật nổ ở đây. Nó sẽ khởi động bằng giật nổ. Và ở bên này thì nó sẽ là công tắc. Đấy, công tắc đóng mở, công tắc điện của máy ở đây. Đấy, còn ở mặt bên đây là có chỗ đổ nhớt này và cái chỗ xả nhớt ở đây cho bà con. Phần ga ở đây. Đấy, ga le gió và khóa xăng thì nó sẽ nằm ở đây. Thì cũng rất là dễ dàng sử dụng thôi, như kiểu là cái máy bơm nước, máy cắt cỏ của bà con ở nhà thôi. Rất là dễ dàng sử dụng. Còn đây là cái phần motor điện này. Đấy, phần motor điện thì sẽ lắp motor 1,5 kW tương đương với 2 ngựa. Đấy, vòng tua 1.400 vòng 1 phút. Sử dụng điện một pha 220V, điện thắp sáng điện gia đình. Motor dây đồng. Về cả motor và động cơ thì được đều bảo hành cho bà con 1 năm. Đấy, trường hợp motor cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới trong vòng 1 năm. Còn về cái cấu tạo của máy thì nó sẽ có phần chân đế hoàn toàn bằng thép V như này, rất là chắc chắn. Ở đây thì cái phần lắp motor, lắp động cơ chúng ta sẽ có một cái bàn để lắp và có thể là nâng lên hạ xuống như này để tăng giảm dây cu loa cũng như là tháo mở. Đấy, rất là dễ dàng. Căng dây cu loa lên, chúng ta siết vào đây. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng ở đây. Đấy. Khung máy hoàn toàn bằng thép V, được sơn màu xanh lá cây rất là đẹp, rất là chắc chắn. Ở bên trên này là cái phần bà con có thể bỏ lạc vào. Đấy, mỏ củ lạc của đậu phộng và chúng ta sẽ cầm từng nắm. Đấy, chúng ta đưa vào đây, có thể là hai người hoặc là một người. Chúng ta sẽ bỏ vào lần được từng đây thì nó sẽ đập các cái củ lạc của chúng ta ra, cái cây cây thì chúng ta sẽ vứt ra ngoài. Đấy, những củ lạc sau khi đập rơi xuống thì nó sẽ có hệ thống sàng rung ở đây. Nó sẽ có cống, sẽ có hệ thống sàng rung một quạt gió. Đấy, nó có hệ thống quạt gió ba cánh này và sàng rung ở đây thì nó sẽ có tác dụng lắc, và những cái củ lạc thì nó sẽ chạy ra đằng này. Còn những cái phần rác bụi này thì nó sẽ rơi xuống ở đằng dưới. Và cái phần lá cây thì nó sẽ thổi ra mặt bên này. Đấy, có hệ thống quạt gió nó thổi ra. Thì công suất lắp rất là nhanh, 1 giờ bà con có thể làm được từ 5 đến 7 tạ lạc, rất là nhanh chóng gọn gàng. Truyền động của máy, đây thì ở giữa hai cái guồng đập của máy thì nó sẽ có hai cái bánh răng bằng sắt rất là to ở đây. Đấy, sẽ có hai cái bánh răng bằng sắt được bôi mỡ, sử dụng mỡ bò. Chúng ta sử dụng ở đây truyền động. Và truyền động từ motor, từ động cơ lên máy thì nó sẽ có một cái dây cu loa bản B, nó ôm cả là từ bu ly chỗ cái động cơ này lên cánh quạt gió và qua cái guồng trục của máy ở đây. Đấy, sử dụng một dây thôi, bà con dễ dàng lắp đặt cũng như là xử lý trong quá trình chúng ta sử dụng. Về cái phần kích thước cấu tạo thì với cái máy này thì nó sẽ có chiều dài tầm khoảng 90 phân, chiều cao khoảng 1 mét và bề ngang thì tầm khoảng là 55 cm. Cân nặng của máy thì khoảng 50 cân. Đấy, thì cũng khá gọn gàng, bà con có thể bỏ lên xe kéo hoặc là xe máy để chúng ta mang ra đồng. Đối với động cơ xăng hoặc là chúng ta có thể để nhà chúng ta sử dụng, cắm điện lên sử dụng đối với cái motor điện. Đấy, cũng rất là gọn gàng. Còn về phần giá bán thì như đầu video chúng tôi đã thông báo thì phần khung máy, không motor, không động cơ thì có giá là 4.300.000. Thì phần khung máy thì cũng sẽ đầy đủ cả bu ly và dây cu loa cho bà con để chúng ta lắp đặt.
Còn máy lắp động cơ xăng thì sẽ có giá là 5.700.000 và máy động cơ dầu là máy motor điện là 6.000.000. Thì giá đấy đã bao gồm tiền cước và chuyển về tòa nhà cho chúng ta, thì chúng ta có thể là bà con có thể tham khảo để chúng ta mua về để chúng ta sử dụng. Thì quý bà con có nhu cầu mua máy tút lạc, tút đậu phộng, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666 hoặc là 0866 628 266 để tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.